Shop Hoa Lan Rừng Đắk Nông xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Shop Hoa Lan Rừng Đắk Nông giới thiệu cho mọi người một cái clip hướng dẫn cái cây hiện tại do một chị Lan nó đang bị bệnh nha mọi người nhé. Thì ở đây shop thì sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta chăm sóc những cái giò lan đang bị bệnh. Cái trường hợp những cái giò lan đang bị bệnh thì mọi người chú ý shop. Có hai trường hợp mọi người hay lầm tưởng. Thứ nhất là cái giò lan đang bị bệnh, thứ nhất là bị cháy lá nè, đây là trường hợp cháy lá mọi người thấy. Thứ hai là trường hợp nó bị đốm lá, đây mọi người có thể thấy. Và hiện tượng cây nó đang có, mọi người đang thấy là nó đang bị rũ do là nó đang bị tiến trùng xâm nhập vô bộ rễ mọi người nhé, do nó đang bị tiến trùng xâm nhập vô bộ rễ. Vậy thì chúng ta làm cách nào để cái việc nó đang bị bệnh nó không bị bệnh, và chúng ta sẽ dùng tiến hành dùng thuốc như thế nào? Thì hôm nay clip sẽ quay tại vườn để cho mọi người xem và cách chúng ta làm nhé. Đây là một giò lộc bắc cây con rồi nhé, cây này chỉ được tầm khoảng 4 tháng tuổi và cao khoảng tầm 1m3 đến 1m4 mầm. Đầu tiên chúng ta sẽ nhận biết cây bệnh và cây không bệnh. Thì như mọi người đã thấy một cái cây đây, đây mà gọi là một cái giò lan của kênh shop đã trồng luôn. Thì ok, mọi người có thể thấy chúng ta sẽ phân biệt nhé. Ví dụ như trường hợp anh em nhìn những cái thân này thì chắc chắn anh em sẽ nghĩ là cái thân này đang bị bệnh nha mọi người. Nhưng mà đặc biệt hoàn toàn là không nha. Thì những cái thân này á thì hiện tại là thân đang xuống lá nha mọi người nha. Thân đang xuống lá là những cái cây năm trước nó đã dừng và nó đang xuống lá, thì nó tiếp tục cho những cái cây năm sau. Như mọi người đã thấy thì cây rất là khỏe, rất là mập, đúng rồi, cây rất là khỏe, rất là mập. Và thứ hai á là cây nó phát triển bình thường. Mọi người nhìn chú ý giùm shop là thứ nhất là về cái độ lá. Còn ví dụ quay lại bên cái giò lộc bắc này, thì hiện trạng như mọi người shop đang nói là hiện trạng cây nó đang bị bệnh khá là nhiều. Mọi người thông cảm vì hôm nay ở Đắk Nông đang là vào mùa mưa nên là cái ánh sáng nó sẽ không được tốt khi nó không có nắng ở vườn của mọi người. Trời rất là âm u nên nó sẽ không rõ lắm, mọi người chú ý kỹ giùm shop ạ. Thì hôm nay là những cây như thế này nè mọi người nè, thì theo cái độ tuổi thì cây đang phát triển rất bình thường. Cây này thì nó rơi vào tầm khoảng từ khi ra mầm đến bây giờ thì còn tầm khoảng hơn 4 tháng, thì nó đã dài khoảng tầm 1m2. Thì đây là dòng lục bắc luôn, ngọn thì nó đi ngọn rất là mạnh. Và cái cây này thì hiện tại nó đang bị bệnh nè mọi người chú ý. Thì ví dụ như chúng ta sẽ nhận biết làm sao mọi người chú ý, nó đang xuống lá. Thì trường hợp như thế này ở cây non đang phát triển bình thường mà xuống lá như thế này thì chắc chắn một là thiếu phân thuốc, hai là cây đang bị bệnh. Thì trong cái quá trình thiếu phân thuốc ở shop thì không thể nào xảy ra, tại vì shop đảm bảo cái hệ thống tưới phân và tưới thuốc cho cây rất là tốt. Trường hợp này thì shop nghĩ là để chậu này ở ngoài sát mặt vườn, thì nó đang cái này là ngoài mặt vườn, tại vì những cái giò to nếu chúng ta để trong thì nó rất là chiếm diện tích, thì sẽ để sát ngoài mặt vườn mà bị nước mưa đưa vào thì nó sẽ xảy ra hiện tượng này. Thì đây là hôm nay là shop sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng phân thuốc luôn. Ở trên clip của shop thì shop sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng những cái dòng phân gọi là phân tự nhiên nhất từ những vật liệu hàng ngày. Nhưng mà khi mà cây nó đã bị bệnh như thế này thì chúng ta cũng phải sử dụng phân hóa học để giải cứu kịp thời, không để cây nó chết mọi người nhé. Thì như mọi người đang thấy là cái cây này nó đang đi ngọn và cái lá nó đang bị rũ như thế này nè. Thì hiện tượng cây này nó đang gọi là tiến trùng chết chậm nha mọi người nha. Cây này đang bị là chết chậm nè, mọi người chú ý giùm shop. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ không lo. Hôm nay là shop làm clip này và phân thuốc nha. Thuốc thì như mọi người đã biết rồi, bên shop tin dùng trị bệnh này là thuốc nào rồi. Thì tí nữa shop sẽ hướng dẫn luôn. Là cây này đang bị bệnh chết chậm nè mọi người chú ý nè. Những cái này chưa bị nha, những cái này chưa bị, nó chưa bị nặng. Còn cây này hiện tại nó đang bị nè, mọi người chú ý là từ trên xuống dưới lá nó rất là rũ luôn, mọi người thấy không ạ, lá nó rất là rũ. Còn khi mà lá nó căng nó rất là to, lá này nó rất là to, mọi người thấy không, cái này nó đang bị rũ lá đây nha, đây nè mọi người có thấy nè, lá nó rất là to. Thì cây này đang hiện tại đang bị bệnh, chúng ta sẽ tiến hành xử lý luôn để tránh trường hợp là nó sẽ lây lan ra những cái mầm tiếp theo đây nha mọi người. Và cái cây này nếu chế độ chăm bình thường mà chúng ta phân cho tốt thì mọi người có thể thấy là rễ nó ra khá tốt nha. Đầu rễ xanh không bị đen, tức là chúng ta sẽ sử dụng phân bình thường và cây thì phát triển bình thường, mập, rất là mập và khỏe đó. Đây là những dòng cây bên shop đang chăm ở vườn đó. Đây là cây phát triển bình thường, đây là một giò lan phát triển mình rất là bình thường mọi người nhé. Còn đây là một giò lan bị bệnh. Ok, chúng ta sẽ tiến hành pha thuốc ạ. Đây nè, công dụng nha mọi người nha. Nè,
công dụng là phòng trị bệnh chết nhanh, vàng lá, phối rễ, công nghiệp, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng cho hoa lan rất là tốt nha mọi người nha. Cái này là shop xài không thấy là ok. Thì chúng ta như chúng ta đã thấy này, thì khi mà dùng Anifox 400 này thì hàm lượng pha thế nào, ông này shop sẽ trực tiếp pha cho mình. Bình 5 lít chúng ta pha liều lượng như thế nào để sử dụng cho cái cây nó đang bị bệnh, như shop đang cây lộc bắc, như shop đang như hướng dẫn, thì mọi người ai mà pha mà không biết cách pha thì chúng ta sẽ dùng xi lanh. Chúng ta sẽ dùng xi lanh đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng xi lanh như thế này. Đây mọi người nha, dùng xi lanh như thế này. Chúng ta pha 5 lít bơm cho shop là 5cc. Mọi người nha, chúng ta sẽ hút ra 5cc. Chú ý dùng shop là chúng ta sẽ hút ra 5cc. Ok. Thì cái nước Aerifort 400 nó sẽ có cái màu như thế này. Mọi người có thể thấy nước Aerifort 400 nó sẽ có màu như thế này. Đây ạ. Chúng ta sẽ hút lên 5cc hoặc là hơn một tí cũng được, tại vì nó là thành phần sắp để hút ra 6cc để tăng cái công hiệu nhanh hơn cho cây. Mọi người nhớ nha, 5cc đây, sắp sẽ hút ra 6cc cho một bình là 5 lít nước nha, sẽ là 6cc cho một bình là 5 lít nước. Thì chúng ta sẽ bơm vào đây, chúng ta sẽ bơm vào đây. Ok dạ. Rồi chúng ta sẽ phần này trước khi chúng ta sẽ đặt đều vào đây. Đây mọi người hãy chú ý, chúng ta sẽ đặt đều trước khi chúng ta sử dụng. Ok nha, nhờ đặt đều trước khi sử dụng nha. Chúng ta sẽ bơm hơi vào. Ok rồi, tiến hành chúng ta phun. Thì mọi người chú ý là chúng ta sẽ phun từ dưới gốc, thì như sao đã nói rồi, bệnh nó sẽ lây lan từ dưới gốc trước. Đây là cách chúng ta xử lý tốt nhất ở phân nhé. Đây ạ. Và chúng ta sẽ tiến hành phun trực tiếp lên cây. Cái này chúng ta phun trên cây cũng được hoặc phun dưới gốc cũng được, tại vì nó cũng là chất lưu dưỡng của mọi người nhé. Nó sẽ dẫn từ trên cây và nó sẽ dẫn xuống, quay đến xong. Thì chúng ta sẽ phun vô lại một lớp cho nó. Thì mọi người chú ý giùm shop là ngày hôm nay chúng ta là sẽ phun vào ngày hôm nay là ngày 9 tháng 8, thì 5 ngày sau thì chúng ta sẽ phun lại một lần mọi người nhé. Thì cứ chu kỳ của nó thì chúng ta sẽ cách nhau 5 ngày chúng ta phun lại, đến khi nào cây cảm thấy cây nó phục hồi như ban đầu và cái tốc độ phát triển nó ok thì chúng ta sẽ dừng ngay cái thuốc này lại, không phun nữa. Thì chúc mọi người là có một cái giò lan đẹp và sẽ chống được bệnh mọi người nhé. Ok, chào tất cả mọi người.